Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 17 tháng 5 2021. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 215. Hôm qua chúng ta học tập mà có nói một câu niệm Phật có tác dụng rất lợi ích cho cơ thể. Niệm Phật là một phương pháp để giúp cho cơ thể của mình như được xoa bóp. Tất cả những tế bào được xoa bóp rất tốt đẹp. Nhưng được để ý rất rõ ràng. Thí dụ như mình làm một cái việc gì hơi mệt, cơ thể hơi mỏi mệt, nhức mình, răng xương của mình giống như nó bị cứng lại. Chỉ cần mình ngồi niệm Phật một chút, rồi xong chúng ta lễ Phật thờ, hình như tự nhiên cơ thể của mình nó lưu thông lại liền. Giống như hôm kia những đứa chơi với các cháu nhỏ, mấy đứa nó kéo co, nó gịch qua gịch lại, tự nhiên sợi dây nó thắt vào cái tay mình, cái nó như là nó muốn chặt cái bàn tay, nó ê ê đau vô cùng. Vậy mà tới giờ lên tu, những đứa lên, những đứa ngồi niệm Phật thờ, tụng kinh 48 lời nguyện, xong lễ Phật thờ, xong là hết chưa? Rõ ràng nhà khoa học cuộc thí nghiệm niệm Phật có tác dụng xoa bóp tất cả những tế bào được tốt đẹp. Vì một ý niệm thiện phát lên thì giúp cho tế bào chúng ta nó được tươi mát và được xoa bóp rất là đặc biệt tốt đẹp. Nên tất cả những người bị bệnh ung thư mà tâm tư của họ vẫn là vui tươi bình thường và thường mỗi ngày niệm Phật sống an lạc, chắc chắn rằng căn bệnh ung thư họ sẽ không tái phát được. Mà từ cái tâm an lạc vui vẻ đó, nó nuôi những cái tế bào bị bệnh kia từ từ khỏe lại, và bệnh ung thư này tự nhiên sáng hết. Đây là những đức đọc mà những văn tự mà nhà khoa học đã thí nghiệm trong quyển sách là Điều Kỳ Diệu Của Nước. Nên mỗi một người chúng ta trải nghiệm về phương pháp niệm Phật lễ Phật, phương pháp này quá hay. Và những đức nói rất nhiều lần, chùa mình rất nhiều người già, vì sao mình nuôi được? Nhờ niệm Phật lễ Phật. Và bây giờ phát triển cái phương pháp bấm số niệm Phật này quá hay, cực kỳ là hay. Trong một đại chúng chùa mình rất đông, dù có quản lý cỡ nào cũng quản rất khó, nhưng đưa mỗi người một chiếc máy bấm số niệm Phật, tự họ niệm Phật, tự họ quản lý họ. Quý vị ngồi suy nghĩ cái tác hại về sự việc xảy ra không tốt là từ đâu? Từ cái miệng. Vậy nếu cái miệng này niệm Phật thì giải quyết bao nhiêu vấn đề phiền phức, đúng không? Quý vị coi rất nhiều người rảnh rỗi, người ta đi chỗ này chỗ kia, người ta đi nói này nói nọ,
Cuối cùng xảy ra bao nhiêu vấn đề. Có những người người ta rất giàu, người ta rảnh rỗi, người ta dùng cái miệng người ta xử lý bao nhiêu sự việc, hoặc là dùng cái miệng này đã gây ra bao nhiêu sự việc lu bu. Cũng là có miệng này, cũng như cái miệng này phải nhớ nha. Nhưng hôm nay chúng ta dùng cái miệng này để niệm Phật. Vậy thì cái miệng này khi niệm Phật rồi là giải quyết bao nhiêu vấn đề. Mà cái miệng này khi phát ra câu Phật hiệu niệm, nó làm cho thân tâm mình được so bóp tốt đẹp, cơ thể được khỏe mạnh, vui vẻ, an lạc, mà còn sanh thiện căn công đức. Một việc niệm Phật thôi mà giải quyết rất nhiều vấn đề trong cuộc đời này. Vì sao chúng ta không nương vào chỗ này? Chỗ này là chỗ lợi ích lớn như vậy mà vì sao chúng ta không làm? Là vì do rất nhiều người không biết việc lợi ích của niệm Phật. Chính họ đã nghe, đã gặp mà có khi họ cũng bỏ qua. Nên cái pháp niệm Phật này là cái pháp hành trì. Cái pháp làm rồi mới thấy cái lợi ích của nó rất lớn. Chính chùa của mình đông người như vậy mà quản lý nhân sự rất là khỏe là vì nhờ từ đâu? Mỗi người đều được nắm cái pháp niệm Phật. Và khi họ niệm đến câu Phật hiệu này thì câu Phật hiệu này xoa bóp thân tâm cho họ, xoa bóp tất cả những tế bào của họ được tươi mát. Nên tất cả những người già này ít bệnh, thường vui, vui nhiều, khỏe nhiều, tâm tư an lạc, thì cảnh giới này an lạc, sự việc không có xảy ra những việc lu bu lộn xộn để cực mình sắp xếp. Vậy thì mỗi một người chúng ta khi mà gặp được pháp môn tịnh độ, dùng phương pháp niệm Phật là một phương pháp hữu hiệu nhất để chống lão hóa, phương pháp hữu hiệu nhất để chống lại dịch bệnh xâm nhập. Phương pháp niệm Phật là một phương pháp vô cùng đặc sắc để giải quyết rất nhiều vấn đề trong cuộc đời này. Càng niệm Phật thì càng an lạc, càng vui vẻ. Nhớ Phật niệm Phật tâm thường an vui, quên Phật bỏ Phật thì tâm thường phiền não. Phải nhớ. Nên tổ sư nói rằng niệm Phật an lạc, trẻ lâu chậm già. Dù quý vị có dùng phương pháp chống lão hóa gì đi chăng nữa, mỹ phẩm để chống lão hóa cỡ nào đi chăng, bất cứ một phương pháp nào cũng không bằng phương pháp niệm Phật để phát triển được mặt tâm linh của chúng ta. Một con người thường xuyên niệm Phật, nhớ Phật, niệm Phật, về mặt tâm linh họ cũng rất sáng, cái ý nghĩ của họ cũng rất thoáng. Mặt tâm linh sáng, ý nghĩ thoáng, vì con người này sống quá tuyệt vời. Và niệm Phật là một phương pháp có thể một đời này được giải thoát, cho bản thân mình giải thoát, và tất cả những người bên cạnh và quán thân trái chủ đi theo mình nhiều đời nhiều kiếp, họ thấy mình niệm Phật được lợi ích, họ cũng phát tâm niệm Phật. Họ nghe bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà đặc biệt có thể tiếp dẫn họ vãng sanh về cực lạc, lìa khổ được vui. Họ nghe chỗ này họ mừng vô cùng, họ cũng phát tâm niệm Phật. Đã là phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc, như vậy thì chắc chắn rằng cái tâm mà quán thù muốn đòi nợ tức khắc buông xuống. Vì sao? Vì mình muốn vãng sanh về cực lạc thì phải buông cái tâm quán thù đòi nợ. Nếu như mà chấp nhất vào cái tâm quán thù đòi nợ, vậy thì chúng ta chấp vào tam độ ác đạo rồi. Nếu đã chấp vào tam độ ác đạo, làm sao thoát ra khỏi tam độ ác đạo quý vị? Thí dụ như chúng ta ở trong một căn nhà tối, bây giờ mình muốn thoát căn nhà tối thì phải đi ra khỏi căn nhà tối. Nếu như chúng ta cứ mãi vấn víu ở trong căn nhà tối, làm sao chúng ta thoát ra khỏi căn nhà tối? Vậy thì một con người muốn thoát khỏi tam độ ác đạo, như vậy thì phải buông tam độ ác đạo. Chúng ta phải đưa một bổ nguyện niệm Phật, như vậy thì đời này chúng ta được sanh về cực lạc, được giải thoát. Quá tuyệt vời, đúng không? Một câu Phật hiệu thôi, mỗi ngày niệm và lễ, vậy mà sanh ra bao nhiêu cái pháp vị trong cuộc đời này để chia sẻ cho mọi người được nghe. Như những đức hồi sáng lễ Phật, những đức đã cảm giác rất rõ ràng,
Khi câu Phật hiệu mình niệm lên, quý vị niệm câu Phật hiệu này lên trong thân tâm quý vị làm sao mà thư thái nhất, thư giãn, hiểu không? Khi niệm câu Phật hiệu lên mà thân tâm thư giãn, dịu cái tâm, tự nhiên vô cùng, cơ thể của mình nhẹ nhàng để niệm câu Phật hiệu. Đừng có gàng buộc, đừng có gò bó, đừng có gặn lên để niệm câu Phật hiệu gì, hoặc là dùng lực của tiếng gì để niệm câu Phật hiệu. Niệm làm sao mà âm thanh dịu nhất, giống như là dịu theo câu Phật hiệu. Câu Phật hiệu của mình niệm lên một cách rất nhẹ nhàng và thư thớ, thư giãn nội tâm, hiểu không? Tự nhiên trong lúc đó quý vị biết rằng là mỗi câu Phật hiệu bị niệm lên, lỗ tai bị nghe rất rõ ràng câu Phật hiệu. Tự nhiên những đức niệm quý vị nghe rất rõ ràng, mà câu Phật hiệu này tức khắc nó đi vào từ vị trí như là não bộ, rồi từ cơ thể của mình, từ tế bào của mình, giống như câu Phật hiệu nó len lỏi, nó chạy theo máu của mình, tự nhiên con người của mình nó được thư giãn nhẹ nhàng sao á. Khi mình lên mình niệm Phật lễ Phật á, con người mình được thư giãn đặc biệt gì đó. Giống như câu Phật hiệu nó len lỏi vào máu mình, nó chạy tất cả những tế bào mình, nó len lỏi. Câu Phật hiệu nó thư giãn nhẹ nhàng. Tự nhiên cơ thể của mình lễ Phật xong rồi con người nó tỉnh táo, mà đầu óc nó sáng như sao. Đặc biệt lắm kìa. Đó, nên câu Phật hiệu này có những người niệm, họ lên họ niệm giống như họ gặn câu Phật hiệu, như mình đã từng trải qua cái thời gian này. Niệm câu Phật hiệu giống như niệm phải lớn tiếng để có lực thu nhiếp gì đó. Không? Dùng sức này kia đều quá đáng. Quý vị biết rằng là có khi một câu Phật hiệu mà niệm mình la lớn lên, nó chưa phải là giao kết được với cái nguyện của Phật. Mà khi có Phật hiệu mình, khi mình niệm lên mà giống như mình tha thiết Nam Mô A Di Đà Phật bằng một cái tâm mà tha thiết, giống như đứa con này nhớ cha nhớ mẹ hay sao. Cái cảm giác đó quý vị sẽ thấy rằng là nó so bóp thân tâm quý vị cho sảng phái hay sao đó, thích lắm, đặc biệt. Nên đúng là pháp môn niệm Phật này chỉ có hành trì mới cảm giác được. Chứ nếu như mà quý vị biết rằng có những người ta đọc văn tự, người ta chích khúc, rồi người ta lý luận, chưa đâu. Có lý luận hay cỡ nào đi chăng nữa, đó chỉ là lý luận bên ngoài. Pháp môn tịnh độ này là phải thực hành, cái thật chất phải thực hành. Thì cái cảm giác khi chúng ta mà niệm Phật chúng ta mới biết được. Còn nếu như bây giờ quý vị chỉ có lý luận về văn tự, giải thích văn tự lý luận nghe rất là bùi tai, nhưng người này chỉ lý luận cái bên ngoài, họ chưa có thâm nhập vào cái việc niệm Phật để hưởng được cái sự an lạc sao. Kiệt nói của họ vẫn là cái nói khô cứng, nói khô cứng. Nên pháp môn niệm Phật này dù là một vị nào học thức cao cỡ nào đi chăng nữa, mà không hành trì thì cái lý luận khô khan đó vẫn là không đặc biệt, hiểu không? Phải hành trì kìa, phải chính mình niệm Phật với đại chúng, chính mình tu với đại chúng, chính mình phải cảm giác được niệm Phật, chính mình phải thí nghiệm mình niệm Phật làm sao, rồi mình đem những cái văn tự để chia sẻ rõ ràng xác thực, là chính mình phải làm pháp thực hành mà quý vị. Mà thật sự thì pháp nào cũng là pháp thực hành, pháp thế gian hay xuất thế gian đều phải có sự trải nghiệm thực hành thì mới có cảm giác được, đúng không? Chưa có cái sự mà trải nghiệm thực hành thì không thể nào cảm giác được, phải nhớ. Từ khi người này tu hành chứng quả, nhìn thấu tất cả vũ trụ nhân sinh, vậy thì rõ ràng hết rồi. Còn người này nếu chưa có đạt được chỗ nhìn thấu vũ trụ nhân sinh thì con người này dù là chích lục văn tự gì hay chăng nữa cũng là lý luận cái bên ngoài, không có một cái cảm giác xác thực của nó đâu quý vị. Nên mỗi ngày những đức niệm Phật với đại chúng, những đức sâu sắc với đại chúng, những đức sát nút vào đại chúng, từ người nhỏ, người lớn, người già, người bệnh, người gần chết, gần gũi sát nút vào cái cảm giác đó thì chính mình sẽ nhận thức sâu sắc. Nên những đức nói chuyện với các cháu nhỏ, những đức nói một câu: các con học nhanh nhất bằng một phương pháp. Thấy người này rất nhiều người thương yêu, chúng ta đi tìm tòi coi cái ưu điểm của người này chỗ nào mà được nhiều người thương yêu, chúng ta coi cho sâu sắc rồi chúng ta học sẽ đạt được, đặc biệt lắm.
Còn người này ai cũng ghét. Mình đi nhận thức cái khuyết điểm của người này, họ có những khuyết điểm gì mà tại sao ai cũng ghét họ, hành động họ như thế nào mà ai cũng ghét. Phải đào sâu những cái khuyết điểm đó ra và xem lại mình có những khuyết điểm đó hay không để chỉnh sửa. Còn người được ưu điểm đặc biệt kia có nhiều ưu điểm và cái cách sống của họ sao mà được nhiều người thương, thì chúng ta nhìn nhận từ ưu điểm để học những cái ưu điểm của họ, thì chúng ta cũng sẽ phát triển được cái ưu điểm của chính mình. Còn những cái khuyết điểm của người ta thì coi lại những cái khuyết điểm của mình có hay không, thì mình chỉnh sửa. Thì từ từ khuyết điểm thì càng ngày càng giảm, mà ưu điểm thì càng ngày càng phát huy. Chỗ học tập này rất đặc biệt và rất là hứng thú. Nhớ nghe, rất là hứng thú về cách học tập này. Nên những đức vô cùng là thích thú khi mà đủ duyên khi ngồi nói chuyện với mọi người. Ai nói được nhiều mình sẽ lắng nghe, còn ai không nói thì mình sẽ nói. Nên tất cả những buổi học tập ngồi nói chuyện đều có một cảm giác rất lý thú. Vì sao? Vì mỗi buổi nói chuyện đều có học tập được. Phải nhớ, đều có sự học tập. Sự lợi ích này rất là lớn. Sự học tập mà đặc biệt như vậy là điều do ngay cái chỗ mười mấy năm nay niệm Phật. Những đức nói chuyện với các cháu nhỏ như đức nói một câu: các con vô trong chùa ăn ngon ngủ yên, sống vui vẻ an lạc, mập mạp lên ký, mặt mày sáng sủa, mỗi ngày gương mặt rất là tỉnh táo là từ đâu? Nhờ niệm Phật. Vì niệm Phật là cái gốc chính để mà phát triển được thân tâm chúng ta an lạc trong cuộc đời này. Vì niệm Phật an lạc mà. Ấn Độ ngày nói niệm Phật di lạc, chúng ta nói niệm Phật an lạc. Câu Phật hiệu là đầy đủ viên mãn cái công đức, năng lực, trí tuệ đầy đủ hết trong đó. Chúng ta mỗi ngày đang niệm câu Phật hiệu này là đang niệm ra cái khả năng đó của chúng ta từ tự tánh phát huy có sẵn. Từ câu Phật hiệu chân thật mà niệm, nó sẽ phát huy lên những cái khả năng đó có sẵn hết. Những đức gặp rất là nhiều người, họ nói rằng cuộc đời họ đã từng tu và trải nghiệm qua chỗ này, họ đã rút ra kinh nghiệm. Thí dụ như đọc sách người xưa, có những người nào là ngủ ngồi, rồi ăn uống một ngày ăn một buổi hoặc hai buổi, hoặc là tỉnh khẩu đủ cách để tu. Khi họ coi qua tức khắc họ làm theo nguyên văn như vậy luôn. Nhưng họ quên đi cái thời điểm của mỗi một con người đang tu hành như thế nào, và căn tính của mỗi người, căn tính làm sao. Họ quên cái nhận thức này. Chư tổ sư ngồi ngủ thì thành tựu con đường giải thoát, còn mình ngồi ngủ thì cuối cùng nó thành ốm gồm, càng ngày càng khô khan cằn cỗi, tiêu luôn. Chưa thành tựu thì mình đã tiêu trước rồi. Nên mình phải biết được cái căn tính của mình như thế nào để mà mình dụng công mình tu. Quý vị coi cái căn tính chúng ta bây giờ yếu kém, bị mưa ướt mình, thấm lạnh, mà không kịp thời lau mình thay đồ thì cảm sốt. Còn người xưa thì người ta có thể dầm mưa giải nắng không sao. Mình nên coi lại căn tính của mình và cái sức khỏe chúng ta bây giờ và người xưa thì sao mình biết liền. Thì Phật pháp nó áp dụng làm sao cho phù hợp quý vị. Và thời điểm bây giờ là thời điểm mà con người tu hành, căn tính của mình không so sánh được người xưa. Và xã hội bây giờ sự phát triển con người sống quá sung sướng. Nếu như Phật pháp mà nó quá khổ cực thì chỉ là chỗ cho người ta ngưỡng mộ, nhưng mà ta không tu theo. Vì nó quá khổ cực, người ta không làm theo được. Hiểu không? Nên mình là người tu trong thời đại này, cái tâm giải thoát nó ẩn nhẹm để bên trong. Còn cái diễn cảnh bên ngoài là một con người sống tự tại, vui vẻ, an lạc. Người ta nhìn Phật pháp như vậy, có khi người ta cũng sẽ bước vào người ta tu. Lúc người ta bước vào tu thì mình mới lý luận về Phật pháp, nó có chỗ lợi ích lớn vô cùng cho họ nghe, thì tức khắc họ bị Phật pháp thu nhiếp. Còn nếu như chúng ta chỉ là cái hình ảnh hưởng thụ thật chất bên trong, không tu hành luôn,
Vì thì cả đời chúng ta sống học Phật cũng không thể nào hướng đến chỗ giải thoát, thì cũng là không có lợi ích xác thực, phải nhớ. Nên những đức gặp nhiều huynh đệ, gặp những đức nói rằng chính họ đã áp dụng cái chuyện ngủ ngồi hoặc ăn một ngày một buổi, cuối cùng họ không có kết quả, đều là quay về trung đạo, trở lại bình thường, sắc diện càng ngày càng tươi mát, tức khắc nội tâm an lạc và thấy tu được rồi. Nhưng mà đều trải nghiệm qua những cái khó khăn đó, cuối cùng họ đã thấy ra cái lợi ích của đi con đường trung đạo. Mình thì mình nghe như vậy mình cũng cần thử làm gì. Mình cứ mỗi ngày ăn ngon ngủ yên, niệm Phật, sống an lạc, đừng buồn giận người khác để trong tâm. Sống trong cái cảnh duyên nào tùy duyên mà sống. Gặp việc ác không buồn phiền, gặp việc thiện không dính mắc. Cứ là gầy dựng như vậy mà tu, tức khắc quý vị trở thành con người tu vô cùng là cực kỳ an lạc. Người ta nhìn quý vị là người ta muốn tu theo. Không nhất thiết mình phải ép sát gì đâu quý vị. Vì chúng ta niệm Phật là tu pháp nhị lực mà. Mỗi ngày sống tự tại an vui, không buồn giận người khác để trong tâm. Những việc làm lợi ích cho mọi người được thì chân thật mà làm. Cứ như vậy mà sống là được. Tuyệt vời vô cùng. Vì sao mỗi ngày chúng ta phải niệm Phật cầu sanh cực lạc? Quý vị nghe những văn tự này nè. Chúng ta là phàm phu mà không niệm Phật cầu sanh cực lạc. Bậc đại sĩ còn niệm Phật cầu sanh cực lạc mà. Quý vị nghe nè. Hoa tạng hải chúng, không một ai là phàm phu nhị thường, toàn là pháp thân đại sĩ, thuộc 41 địa vị, cùng phá vô minh, cùng chứng pháp tánh, đều có thể do bổ nguyện hiện làm Phật trong thế giới không có Phật. Hơn nữa, trong biển hoa tạng tịnh độ vô lượng, nhưng ai nấy đều hồi hướng vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Đủ biết là vãng sanh cực lạc chính là quyền môn để thoát khổ, là đường tắt để thành Phật. Vì thế, từ xưa tới nay, trong tất cả tùng lâm, thiền giáo, lực, không đâu chẳng sớm chiều trì danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương vậy. Nghe chưa quý vị? Chúng ta so sánh với bậc pháp thân đại sĩ không quý vị? Đừng có nói là so sánh với bậc pháp thân đại sĩ. Bậc nhị thừa chúng ta đã không dám so sánh rồi. Nhưng các ngài đều là niệm Phật cầu sanh cực lạc. Ta là ai mà không niệm Phật cầu sanh cực lạc? Những văn tự này chúng ta nghe rồi thì cả đời này chúng ta là một người học trò ngoan, chân thật niệm Phật cầu sanh cực lạc đi, khỏi cần nói dòng do tam quắc gì. Vì sao? Hoa tạng thế giới, tịnh độ vô lượng, mà bậc pháp thân đại sĩ còn niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nên các ngài mới nói rằng đây là quyền môn để thoát khổ. Pháp môn tịnh độ là quyền môn để thoát khổ, là đường tắt để thành Phật. Thấy không? Mà chúng ta là căn tính yếu kém, trí tệ của mình thì cũng kém cỏi, thọ mạng của mình thì ngắn ngủi, mà không chịu niệm Phật cầu sanh cực lạc nữa thì còn pháp nào cứu được chúng ta trong thời mạt pháp này quý vị? Hồi càng nghe thì càng tăng tính tâm niệm Phật của mình. Làm sao mà bỏ tịnh độ được? Cái người mà tu tịnh độ mà bỏ tịnh độ là người này đúng là hết phước hết duyên. Nên trong một gia đình, làm vợ làm chồng hay con cái, người thân của mình tu tịnh độ mà bây giờ họ lao chằn cảnh, nó đi chỗ này chỗ kia hộ trì người này người nọ mà họ không lo niệm Phật nữa, chúng ta phiên không được rồi, mặc kệ, chúng ta cứ lo duy trì mình niệm Phật đi. Chứ mình đừng có lao theo họ, mà đừng có dính mắc họ, mà cuối cùng ở chừng mình bị họ gịch đi luôn. Phải cẩn thận nha. Cái người mà tu tịnh độ này mà tu cả đời không thối chuyển là mỗi ngày phải bổ túc như vậy nè. Đừng có nói cái gì xa vời nhiều quá. Nói nhiều quá với căn tính của mình coi chừng bị nó quay vòng vòng, cuối cùng chúng ta lạc lối, thất bại. Thấy không?
Nó phải nghe những văn tự này mà phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Vì sao ta phải niệm Phật cầu sanh cực lạc? Vì ta biết mình là bậc yếu kém. Bậc Pháp Thân Đại Sĩ ở Hoa Tạng mà còn niệm Phật cầu sanh cực lạc mà, không chỉ là ta. Xem đó thì trên từ bậc đẳng giác Bồ Tát chẳng thể ra khỏi pháp này, dưới đến kẻ tội ngũ nghịch thập ác cũng có thể chứng nhập pháp này. Công đức lợi ích của pháp môn đây vượt trội hơn các giáo pháp khác trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật. Bởi lẽ các giáo pháp khác toàn dạy dùng tự lực để thoát ly sinh tử. Kẻ chưa đoạn hoặc nương vào từ lực của Phật liền có thể đới nghiệp vãng sanh. Kẻ đã đoạn hoặc nếu nương theo từ lực của Phật sẽ chống chứng được phẩm vị cao. Tuyệt vời. Nên nói là tam căn phổ độ, phàm thánh tề thâu. Những căn tính chưa đạt được công phu gì của mình mà niệm Phật thì cũng nhập vào pháp của Phật A Di Đà mà chứng được bất thối chuyển, không còn bị thối chuyển. Còn bậc đã đoạn hoặc rồi như bậc A-la-hán mà niệm Phật thì khi giải sanh thì cực lạc, thì phẩm vị vô cùng là cao, giống như con đường tắt siêu phàm nhập thánh. Rồi Pháp Môn Tịnh Độ này thù thắng như vậy, mà không chân thật tu, không chân thật niệm Phật, không chân thật hoàn truyền thì còn cái gì nói cao xa cao siêu nữa. Quý vị biết rằng mình sống trong cuộc đời này, nếu nói rằng là cái gì tôi cũng là muốn tự lực, quý vị vô phòng cần đốt đèn không? Vì đèn là gì? Là tha lực chứ gì. Đói có cần ăn cơm không? Ăn cơm là tha lực chứ gì. Khát có cần uống nước không? Uống nước là tha lực chứ gì. Đồ đạc có bận không? Bận đồ là tha lực chứ gì. Dơ giấy có cần tắm không? Tắm là tha lực chứ gì. Nếu mà nó rộng ra thì tha lực thôi. Tha lực là dãy đầy. Dãy mà không chịu tu pháp tha lực, không tu pháp nhị lực mà muốn làm chuyện cao xa, đi phủ nhận cái chuyện nương vào tha lực, trong khi mỗi ngày đang nương vào tha lực, vậy mà nói rằng thưa nương vào pháp tha lực là căn tính mình không có đủ dũng cảm. Tào lao. Mỗi ngày cái gì cũng nương vào tha lực, vậy mà không chịu niệm Phật để nương vào pháp tha lực. Con đường dễ để đi, hướng người dễ để dễ hành, mà không chịu làm, mà muốn làm chuyện cao xa mà chính mình làm không được, làm sao phiên người ta quý vị. Nên tất cả chúng ta mà học tập như vậy á, chúng ta tu Tịnh Độ này thôi cả đời đi, khỏi cần suy nghĩ vòng vo chứ. Chân thật cả đời niệm Phật, dù căn tính sao cũng cả đời niệm Phật đi quý vị, chắc chắn là có kết quả. Những đức nói rằng nếu những đức mà không gặp một niệm Phật chỉ còn có một con đường đi ra đời thôi. Còn nếu còn ở trong chùa thì cũng là cốc cốc can can đi kiếm cuộc sống vậy thôi. May mắn thay gặp được Tịnh Độ. Nên chân thật niệm Phật và phi người niệm Phật chỉ có vậy thôi. Chứ mình không có bản lãnh gì chứ. Chỉ có nương vào bổn nguyện niệm Phật rồi mình khuyên người ta nương vào bổn nguyện niệm Phật vậy thôi. Mà những văn tự chúng ta vừa đọc đây quá tuyệt vời, để phát triển được tín nguyện niệm Phật quá hay. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị luôn luôn sống bình yên trong tất cả các cảnh duyên. Ai lo âu sợ hãi gì, còn ta luôn luôn bình tĩnh niệm Phật. Cái chỗ bình tĩnh niệm Phật là chỗ đặc biệt, có một năng lực miễn dịch rất là cao. Nên bình tĩnh mà niệm Phật, mỗi ngày sống bình yên niệm Phật là tốt nhất. Nhớ, khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc quý vị. Sáng hôm nay chúng ta học đến đây. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.